Trời ơi, hình như là chuông báo thức mới reo lên anh em ơi. Mình phải lấy đồ đi đi học mới được. Để coi phi tiêu nè. Chuẩn bị đầy đủ đồ đi học thôi. Trời ơi. Quên mất, chẳng lẽ bây giờ mình lại mặc cái bộ đồ để đi học ta? Quên. mình phải thay đồ cái đã trời. Mình đang mặc cái bộ đồ ngủ làm sao mà đi học được. Ok, vào thay đồ thôi. Đi thay đồ thế nào? Đi học thôi. Thay đồ xong rồi. Trời ơi là trời, chết mình rồi. Mới có ngày học đầu tiên mà mình đã trễ giờ học rồi. Kỳ này thế nào cũng bị phạt cho mà coi. Nhưng mà không sao, thôi kệ, cứ đi vào lớp trước đi cái đã. Trời ơi, quên rồi, đi xem coi. Đây mình có mang heo móc nè, phi tiêu đầy đủ. Ok, những cái dụng cụ để đi học. Đi vào lớp thôi. Đây, xin giới thiệu mọi người, đây chính là trường học của mình đó, đây chính là trường học ninja đó anh em. Thì ngôi làng của mình chính là một ngôi làng chuyên về ninja luôn. Anh em thấy cái gì cầm trên tay của mình không? Đây chính là phi tiêu đó anh em, cũng có thể làm dùng để làm dùng kiếm luôn, được coi như là kiếm luôn anh em đó. Thì cái này nó cực kỳ mạnh luôn. Đó, cái này ta gọi là cái kunai đó anh em đó. Còn cái này là cái này người ta gọi là cái gì ta? Thôi mình cái này mình gọi là phi tiêu đi, mình cũng không rành lắm. Ok. Thôi mở cửa đi vào lớp cái đã. Đến lớp học rồi. Vô lớp rồi. Ủa anh em ơi. Ôi quên mất, hôm nay mình đi học trễ mà mình bước vào trong lớp một cách hùng hổ luôn á trời. Quên mất là hôm nay mình đi học trễ. Bây giờ làm sao ta? Thầy cá mập đã đi vào lớp luôn rồi. Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ bây giờ mình bước vào lớp mình nói thầy ơi thầy em đi học trễ cho em vào lớp thì quê lắm luôn á trời. Mấy bạn trong lớp sẽ cười mình á. Không được đâu. Bây giờ mình phải tìm cách nào đó mới được. Làm cách nào để ta? Đúng rồi anh em ơi. Như anh em cũng đã biết thì ninja bọn mình á có những cái nhẫn thuật có thể biến bọn mình thành những con vật có thể ẩn thân được rất là ghê gớm luôn. Hay là bây giờ mình sử dụng nhẫn thuật mình biến thành con gà nha. Đúng rồi, mình sử dụng nhẫn thuật mình biến thành con gà đi. Sau đó là mình lẻn vào trong lớp, thầy sẽ không nhận ra mình đâu, thầy tưởng là con gà chứ thầy sẽ không nhận ra mình đâu. Đúng rồi. Trời ơi, game là dễ. Ok, nhẫn thuật biến thành anh em ơi. Mình đã biến thành con gà nè. Trời là trời, kỳ này ai mà nhận ra mình đâu. Người ta sẽ tưởng mình là một con gà, không có ai nhận ra mình là thằng Phong Cận cả. Mình là con gà, mình chỉ là con gà thôi, đâu ai nhận ra mình đâu, đúng không? Thôi đi vào lớp thôi. Vào lớp. Ủa cái gì vậy? Chết rồi anh em ơi. Ôi chết, mình quên mất. Mình đã biến thành con gà, có nghĩa là mình sẽ không có tay, mình chỉ có cánh thôi, mình không thể nào mở cửa được. Chết tôi rồi. Mở cửa ra. Ôi trời, chết tôi luôn rồi. Mở cửa ra, trời ơi, chết rồi. Giờ sao đây? Làm sao đi vào lớp đây trời ơi? Mở cửa ra, làm ơn. Có ai không? Giúp tôi với, có ai không vậy? Chết rồi, mình không mở cửa được. Mở cửa ra. Trời ơi, hôm nay sao mà trời mắc đi toilet của ta. Trời ơi, cái bụng đau, đau. Thầy cho em đi toilet kia thầy. Trời ơi, đi, lẹ. Mở cửa ra, trời ơi, chết rồi. Trời ơi, mắc đẻ quá, trời ơi, đi vệ sinh cái coi, trời ơi, mệt người quá đi. Trời, may quá trời ơi. Ủa nhưng mà ông mở cửa xong ông lại đóng cửa ra nữa này. Hình như là ông không nhận ra mình là người anh em ơi. Ôi trời ơi. Này, qua kia cái mà đứng tè bậy ngoài đường chắc không ai biết đâu. Trời, không ai thấy đâu. Trời ơi, đi vào lớp. Trời ơi. Cô gà này. Cô gà. Sao tự nhiên quýnh tôi vậy? Bình tĩnh. Trời, đừng có la. Trời ơi, bình tĩnh, đừng có la. Lỡ la thầy nghe sao? Tôi không phải là con gà, tôi là người thiệt á, tôi không phải là gà. Người thiệt hả? Người thiệt, có ai chơi người đài lông một cái mỏ tin được không? Trời ơi, tin được không? Không, bình tĩnh. Bình tĩnh. 90% trời. Bình tĩnh đi. Tôi là người thiệt, nhưng mà tôi sử dụng nhẫn thuật, tôi biến thành con gà cho nên là nhìn tôi mới có hình dạng con gà chứ tôi là người thật. Trời ơi. Rảnh à mày, tự dưng đi biến thành con gà chi vậy? Trời ơi, chẳng qua tại vì là tôi đi học trễ đó cho nên tôi phải biến thành con gà để tôi lẻn vào trong lớp cho không ai biết. Nhưng mà bây giờ tôi cứ mở cửa không được. Bạn giúp tôi với, bạn mở cửa cho tôi vào lớp với. Ok, vậy mình đi cửa sau không thầy giáo biết nghe. Ok, đi. Ê, từ để tôi ngó xem là thầy đang làm gì nghe. Dạ, dạ. Ôi, thầy đang viết bản, thầy không đủ chú ý không? Trời ơi, cảm ơn bạn. Đi mở cửa ra. Cái gì vậy? Bạn ơi, mở cửa cho mình vào với. Ủa? Tức quá anh em ơi, hóa là thanh niên này đang cho mình anh em ơi.
trội là trời, mình tưởng là gặp được người tốt mở cửa giúp cho mình, ai dè đó là cho anh mình, trời là trời, tức quá. Cái thanh niên vàng từ đầu đến chân hình như là thanh niên này là học bên ninja vàng kim thì phải, hình như là ổng là học trò của ông sư phụ vàng kim thì phải. Để mình nghĩ coi, có lẽ là bây giờ mình phải nghĩ ra cái cách nào đó để mình trả thù mới được thanh niên này dám cho anh mình, làm cho mình trễ mất ngày học đầu tiên, ra chơi thì biết tay ta. Còn bây giờ ta sẽ đi ra ngoài, ta đi chơi, không hẻm trong đây nữa, đi ra ngoài thôi. Ra ngoài. Trời ơi, bị kẹt trong đây luôn rồi, giờ cũng không ra ngoài được. Trời là trời khổ quá. Thanh niên này chuẩn bị đi biết tay ta. Trời ơi, đau lưng quá. Thôi anh em ơi, chết mình rồi. Hồi sáng nay á mình đi học trễ cho nên là bây giờ mình bị phạt, mình phải đứng ở đây nè, mình nhổ hết cái đống cỏ trong trường luôn mà anh em nhìn nè. Trời ơi, cỏ quá trời luôn, đau lưng muốn chết luôn á. Phải họ nhổ cho xong mình mới được rồi. Trời ơi, hết buổi học rồi. Trời ơi, về đi đá banh ạ. Trời ơi, coi chào thầy cho các bạn nghe, đi về nghe. Trời ơi, đi vậy. Tăng 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 tăng. Ai? Ê. À, thằng chân lè. Trời ơi, thằng vàng từ đầu đến chân. Trời ơi, hồi sáng nha, mình nói thiệt với bạn nha, hồi sáng có phải là bạn có ý cho mình đúng không? Tự nhiên cái không mình đã kêu bạn mở cửa cho mình vào lớp, bạn không mở cửa cho mình vào thì bạn đóng cửa lại là sao? Trời ơi, chôn gì đâu, tôi có chôn ai bao giờ đâu. Trời ơi, đấy là hình phạt cho cậu thôi, tôi không phạt thì thầy cũng phạt à, tôi phạt trước. À, láo hả? Cậu có biết là thầy phạt tôi phải nhổ hết cỏ trong cái sân trường là mệt lắm luôn không? Hả? Thôi nhổ đi rồi thì ông đi chứ ai đi, giờ tôi cũng được đi ké nè. Giờ bây giờ tôi không theo ông thì lấy đâu ra người nhổ cỏ cho trường. Còn nói hả? Được rồi, ghen lắm. Hãy nhìn đây, có thấy cái vinh tay tôi không? Nè, đây chính là một cái phi tiêu đó. Cái phi tiêu này là cái phi tiêu nhà trường cấp cho tôi đó. Cái phi tiêu này cực kỳ bự luôn, thấy không? Đó, cái này mà phi vào trong đầu của ông cái là ông cũng chết luôn, ông tin không? Trời ơi, tưởng gì đồ chơi con nít hả? Mấy nhà cái vậy? Đồ chơi con nít hả? Hãy đỡ nè. Dạ. Biến đâu mất tiêu rồi. Thanh niên này tự nhiên mới đây biến mất tiêu anh em ơi. Còn trời ơi, cái phi tiêu của mình nó ghim như khúc gỗ luôn rồi. Trời ơi, thanh niên này tức quá, quá mà trời là trời, không bắt được thanh niên này. Thôi lượm lại đem về ổn lắm, gọi là trời ha. Thanh niên này kỳ này, lần sau mà gặp được hắn á ha, mình sẽ phi cái phi tiêu vào đầu hắn, phi cái phi tiêu này vào trong cái đầu của hắn. Trời là trời, tức quá mà. Thôi về nhà thôi. Đúng là hình như cái thanh niên này giỏi nhẫn thuật lắm anh em ơi. Hắn ta biến mất cái bùm cái là biến mất luôn á. Thanh niên coi bộ cũng giỏi rồi nha, ghê lắm nha, không phải là vừa đâu. Thôi kệ, mình đi về nhà. Nhớ đấy, nhớ mặt ta. Hai, cuối cùng thì cũng đã chiều rồi. Như anh em không biết á, thì buổi chiều mình hay đến đây để ngắm cái bức tượng này nè anh em. Anh em có thấy cái bức tượng trên kia không? Đó chính là vị Hokage đầu tiên của ngôi làng này đó anh em. Đây chính là người đã đem những cái nhẫn thuật ninja đến đây. Và mình cực kỳ hâm mộ ông ấy luôn. Anh em thấy ông ấy giống mình ở điểm nào không? Ông ấy cũng đeo hai cái kính giống mình luôn kìa. Nhìn ông ấy thật là ngầu luôn anh em. Ông này nghe nói là ông cực kỳ mạnh luôn. Mình nghe được rất là nhiều những cái truyền thuyết về ông ấy rồi. Hey, giá như một ngày nào đó mình cũng được như ông ấy nha. Ủa, được như ông ấy hả? Cậu có muốn được như vậy không? Ông là ai vậy? Ta là người có thể cho cậu sức mạnh